Các bạn nói gì đi, các bạn nói gì đi, ngồi ăn không bắt bo vấn độ các bạn ạ, ngồi ăn không bo vấn độ, nằm không bo vấn độ. Thôi, bây giờ chỉ việc ngồi đây là lấy top 1 thôi bạn. Các bạn đang muốn tìm kiếm một nơi mua Free Fire hỗ trợ tốt hay nhiều vòng quay hấp dẫn mini game thỏa thức cho anh em max cấp lại nhân phẩm thì hãy đến với shopanhphor.com. Chà, đấu sự 2.0 à, chiến nhở. Lý bạn ạ, yêu đưa xuống trung đúng rồi. Xem nào, tí nữa mình ra mở hòm xem có cây Rosa không bạn. Lâu chưa mở hòm được cây Rosa nhở, hơi thèm Rosa tí. Sao hết. À kìa, sao mà ối rồi thế. Trời ơi. Quên mất lầu 2 một lút rồi mà nhở. Rosa nào. Hãy Rosa đi nào. Hãy Rosa đi mà. Trời ơi, chim bói cá. Ta không hiểu sao mình mở hòm vàng một là chim bói cá bạn ạ. Hai là khẩu khẩu Brafil. Trầm cảm lắm trời. Nế, mình ghét chế độ quân sự 2.0 này ghê ấy. Giá như là nó có đoán bo mình sẽ thích hơn bạn ạ. Đảo quân sự 2.0 là trước giờ mình chơi mình chưa thích đón bo nào luôn. Hiểu kiểu gì. Bây giờ chưa thấy một cái đón bo nào luôn bạn ạ. Chẳng ngoan ngoan chẳng người nhá. Bạn chưa đảo quân sự 2.0 này có khi nào thấy đón bo giờ chưa? Mình chưa một lần nào bạn nhá. Chưa một lần nào thấy đón bo ở đảo quân sự 2.0 này. Trầm cảm sơ sơ. Đi không thấy đón bo nào hết. Ba xu nữa. Ôi xổ, dùng thêm một xu à. Chà, xem bo 1 ở đâu đây? Xem bo 1 đâu đây các bạn ơi? Ta còn xếp sao? À kìa. Đã chưa bạn ạ, 3 giây nữa, 2, 1, 0, xuất sắc bình bong keo đó. Trời ơi. Bo 1 nó lên cổng trời ạ, ối rồi thế nhở. Bo 1 nó lên cổng trời các bạn. Trầm cảm. Chẳng lẽ trận này làm quả top 1 không kill ta. Chẳng lẽ trận này làm quả top 1 không kill quá à. Hợp lý. Mình sẽ đi nằm đại một chỗ nào để mình xem nhân phẩm mình nó bo độ không nhá. Mình sẽ làm thử thách đi. Thử thách nằm im một chỗ bo vẫn độ. Xem như nào bạn. Không có gì hết. Lên trường học anh à? Không, lên trường học dễ bị ăn lựu đạn lắm bạn. Phải kiểu nó dễ check ấy. Mình phải lên chỗ nào bọn nó ít check cơ. Bạn hiểu không? Mình sẽ chơi thách bạn thử nhìn bo 1 đoán luôn cái bo cuối bạn là mình chỉ việc là không làm mà vẫn có ăn đấy. Nằm như một chỗ mà bo vẫn độ top 1 đấy bạn. Thật không thể tin được. Thế mới hấp dẫn đúng không? Đi kiếm thử góc nào coi. Ít máu nhở, có thêm nhiều máu tí nữa là đẹp. Tắt chả có thấy hết. Cái liềm cho nó vướng bạn nhá. Chắc là mình sẽ đoán cái bo của nó nằm về cái nhà gỗ này bạn ạ. À không, bây giờ nó lên thành nhà có tường rồi. Đoán cái bo cuối về đây là mình sẽ lên trên đây mình nằm. Đầu tiên mình đi kiếm thêm máu đã. Rồi. Luôn anh em mời. Có thêm bình máu nữa nhở, hơi ít máu nhở, xuống đây kiếm thêm bình nữa đi. Mới có 7 bình à, hơi ít. Chỉ cần nằm thôi vẫn top 1 các bạn. Và mình sẽ đi kiếm gì đấy mình ăn. Suy nghĩ xem ăn gì. Để xem nhân phẩm như thế nào nhá. Chào các bạn, thì hiện tại là mình đang livestream duy nhất trên app Uza. Mình livestream vào lúc 8 giờ tối vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Và mình livestream vào lúc 10 giờ sáng vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Thì các bạn hãy bỏ ra một chút thời gian về tap Uza về follow mình các bạn nhé. Lên luôn. Kìa.
Ất đủ. Bố bị nhọt với mày đấy à? Khả năng lên được bạn ơi. Nghe tưởng không lên được thì vứt đấy. Chứ các bạn nằm đây là tàn hình luôn này. Đấy. Giờ mình chỉ việc ngồi đây chờ bo đấy bạn. Mình đi kiếm giảm lại nhá. Các bạn xem bo các bạn nhá. Mình thông báo là một lần nữa mình không livestream trên Facebook nha mọi người. Mình chỉ livestream duy nhất trên app Uza Live các bạn nhá. Bạn thấy like của mình trên Facebook nó lừa đảo giả mạo các bạn nhá. Trời ơi. Ông thần bo các bạn ạ. Thôi bây giờ mình chỉ việc ngồi ăn thôi bạn ơi. Bây giờ mình chỉ việc ngồi ăn với mình nhìn bo thôi. Không cần phải làm gì hết đâu các bạn. Những cái loại không làm. Việc nhẹ lương cao mà thấy không? Con thấy việc nhẹ lương cao không? Việc ngồi chơi thôi là bo cũng độ. Wow. Hợp lý không em? Thôi ôi kìa. Tao cái bo 4 nó đập lửa thế. Không sao bạn ơi. À cái bo 3 đập lửa thế. Sao bạn ạ? Khả năng tí nữa cái bo 4 nó thật thể nào đập về chỗ mình. Và cái bo 5 cũng đập về chỗ mình luôn. Nào mình không phải đi đâu hết mà vẫn top 1. Ui giời ạ. Top 1 không kill luôn ạ. Bây giờ ngồi ăn lấy top 1 thôi bạn. 1 minute later. Các bạn nói gì đi, các bạn nói gì đi. Ngồi ăn không bất bo bất độ các bạn ạ. Ngồi ăn không bo bất độ, nằm không bo bất độ. Thôi, bây giờ chỉ việc ngồi lên là lấy top 1 thôi bạn. Đéo tin. Không cần phải đi đâu hết, ngồi đây top 1 thôi bạn ơi. Ông trùm đón bo. Cụ tổ tiên tri các bạn ạ. Ông trùm đón bo cụ tổ tiên tri. Trời ơi, các bạn cứ đùa với ông chủ mua bo là sao nhỉ? Các bạn cứ đùa với ông chủ. Các bạn cứ khinh thường ông chủ mua bo thế, nó thế là sao nhỉ? Cứ bảo chuyện này top 1 công ty là top 1 công ty mà các bạn. Nằm không vẫn có ăn mà các bạn. Các bạn nói gì? Mình là gì bạn? Mình là gì? Từ. Để mình sẽ search trên Google. Anh bo là gì? Các bạn nói gì đi bạn? Các bạn nói gì đi bạn? Các bạn nói gì đi bạn? Này. Rồi để mình hỏi chị Google xem anh bo là gì các bạn nhá. Alo chị Google, anh bo là gì cơ? Là chuyện mua bo. Là gì? Là chuyện mua bo. Chị Google còn biết các bạn ạ. Đến chị Google còn biết chứ đừng nói là thằng phèn các bạn ạ. Chị Google còn biết là mình là trùm thanh bo cơ mà. À trùm mua bo cơ mà các bạn. Thôi nằm không chờ bo đến lấy top 1 thôi bạn ơi. Top 1 thôi, top 1 thôi, tưởng sao nữa bạn ơi. Top 1 thôi còn gì nữa các bạn ơi. Trời ơi. Mẹ chạy hết cái sức khỏe không được các bạn. Top 1 không kill liền. Cụ tổ tiếp chị từ để mình hỏi chị lại chị Google. Ơ à, em là gì chị Google nhỉ? Là chuồng mua bo. À. Là gì? Chuồng mua bo. À là chuồng mua bo ạ. Là chuồng mua bo. Nó phải gọi là tuyệt vời. Cụ tổ tuyệt bo. Ông chùm tiếp chị các bạn ạ. Tuyệt vời chưa? Trời ơi. Chấm 10 điểm chứ bạn. Em là gì nhỉ? Là chuồng mua bo. À ok chị. Trời ơi chị khen quá. Chị khen nhiều quá em ngại chết. Ngồi ăn cống mà vẫn top 1. Ui dồi ôi. Top 1 không kill. Top 1 không kill các bạn ạ. Top 1 không kill. Mình một khi mình nhìn mình cái bo là mình biết luôn cái bo cuối ở đâu anh em. À dữ trời.